đi bộ dưới đường, một phụ nữ bị xe máy xúc cán qua người ở Hà Giang. Khởi tố giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng. Đã tìm thấy hai học sinh bị đuối nước trên sông Crono. Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang cho biết sáng 12 tháng 8 trên địa bàn phường Minh Khai, thành phố Hà Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy xúc và người đi đường. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, người phụ nữ là người dân trên địa bàn thành phố và đang đi chữa bệnh ở gần khu vực xảy ra tai nạn. Khi đang đi bộ trên đường Nguyễn Thái Học, thuộc phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, người phụ nữ bất ngờ bị một xe máy xúc đi từ phía sau đâm vào rồi cán qua phần thân dưới. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã hỗ trợ đưa người phụ nữ đến bệnh viện. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngày 12 tháng 8, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can các ông Đỗ Công Nguyên, 48 tuổi, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng và Phí Đình Dũng, 52 tuổi, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà để điều tra về hành vi trốn thuế. Cả hai bị can này được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó bị can Nguyên còn bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ. Theo kết quả điều tra ban đầu năm 2021, ông Nguyên đã thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và làm giám đốc. Ông này sau đó cùng với Dũng dùng nhiều thủ đoạn lách luật trong việc lập các hồ sơ kế toán, hồ sơ chuyển nhượng đất, hồ sơ về các dự án bất động sản để giảm số tiền thuế. Cũng trong năm 2021, khi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng triển khai đo đạc chỉnh lý biến động, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Lộc Thắng, ông Nguyên đưa hối lộ cho hai ông là Lê Văn Sáng và Đỗ Ngọc Châu, nguyên trưởng ban và phó trưởng ban nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu thuộc Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Địa chính Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc đưa hối lộ để được cập nhật chỉnh lý, để hình thành đường giao thông lên thửa đất do ông Nguyên đứng tên tại huyện Bảo Lâm. Chiều 12 tháng 8, chính quyền xã Đưng Cơ Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng thông tin, trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy nữ sinh thứ hai bị đuối nước trên sông Crono, đoạn qua xã Đưng Cơ Nớ, huyện Lạc Dương. Nạn nhân được xác định là em Bon Niên NL, sinh năm 2010, học trường dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Lạc Dương và tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy một nữ học sinh tử vong, trong số hai học sinh bị rơi xuống sông Crono và nỗ lực tìm kiếm học sinh còn lại. Thông tin ban đầu ngày 11 tháng 8, trong lúc chơi đùa, bốn học sinh không may bị rơi xuống sông Crono, đoạn qua xã Đưng Cơ Nớ, giáp ranh tỉnh Đắk Lắk. Người dân kịp thời cứu được hai em, còn lại em Rơ Ông Ca L, học lớp 8, trường trung học cơ sở Đưng Cơ Nớ và Bon Niên NL bị dòng nước cuốn trôi. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 8, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy em Ca L tử vong. Thưa quý vị, mới đây Công an huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hồ Văn Thương, 84 tuổi, ở xã Sơn Trà, huyện Trà Bồng, về hành vi giở trò đối bại với người chưa đủ tuổi thành niên. Theo cơ quan công an, ngày 9 tháng 4, lợi dụng bố mẹ em HTK ở xã Sơn Trà đi làm, ông Hồ Văn Thương đã qua nhà ca thực hiện hành vi đổi bại với em. Mặc cho ca sinh năm 2008, thời điểm này chưa đủ tuổi thành niên, vùng vẫy kháng cự, nhưng ông Thương vẫn thực hiện hành vi này. Cùng lúc đó thì cha em ca đi làm dãy về phát hiện sự việc nên đã giải cứu em và trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, cơ quan công an lập tức đến hiện trường điều tra, mời ông Thương đến trụ sở để làm rõ hành vi. Cơ quan công an cho biết gia đình em ca thuộc diện hộ nghèo, còn ca là người khuyết tật, không biết nói, không đi đứng được. Công an huyện Trà Bồng đã vận động các cán bộ công an đóng góp 4 triệu đồng để hỗ trợ. Ngày 12 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng tại km 128 600 cầu Ngòi Hùa, cao tốc Nội Bài, Lào Cai thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong và một người bị thương. Vụ va chạm xảy ra giữa xe ô tô tải biển số 24C06013 do ông Lê Thanh Hải, sinh năm 1968, trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai điều khiển theo chiều Lào Cai, Hà Nội với xe ô tô tải biển số 88C24715 do anh Lê Tuấn Anh, sinh năm 1993, trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển chạy theo chiều Hà Nội Lào Cai và xe ô tô tải pickup biển số 29C87845 do anh Đặng Văn Quang, sinh năm 1981, trú tại xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình điều khiển,
Trên xe đi cùng có chị Vũ Thị Liên, sinh năm 1985, trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định. Vụ tai nạn đã khiến anh Lê Tuấn Anh tử vong tại hiện trường. Một người trên xe ô tô bán tải bị thương đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ba xe ô tô bị hư hỏng. Đoạn đường này không có giải phân cách cứng và chỉ có hai làn xe với tốc độ quy định tối đa là 80 km/h. Tai nạn xảy ra khiến ách tắc cả hai chiều đường. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã thông được một làn xe, các phương tiện có thể di chuyển chậm, còn một làn xe vẫn bị ùn tắc khoảng 3 km. Đội vận hành 2 trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài Lào Cai và đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang tích cực phân luồng và đẩy nhanh công tác cứu hộ để thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe Rolls Royce Cullinan di chuyển trên đường Lê Lợi, thành phố Vinh, bất ngờ bẻ lái khiến một người đi đường ngã xuống đất. Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi tài xế điều khiển chiếc xe này không xuống giải quyết mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Cụ thể, chiếc xe Rolls Royce Cullinan biển kiểm soát 38A436XX chạy trên đường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An, hướng từ ngã tư ga chợ Vinh. Khi đi đến giao lộ gần với đường Lê Thị Minh Khai, chiếc xe Rolls Royce Cullinan bật tín hiệu đèn xi nhan trái. Tuy nhiên, khi vừa đánh lái sang trái, tài xế xe Rolls Royce Cullinan bất ngờ bẻ lái trở về làn đường, đi thẳng không hề ra tín hiệu đèn. Cú bẻ lái bất ngờ khiến cho người phụ nữ chạy xe máy phía sau không kịp xử lý, phải thắng gấp, ngã xuống đường. Sau sự việc, tài xế Rolls Royce Cullinan không dừng lại xem người phụ nữ ngã xuống đường có bị thương hay không, mà tiếp tục điều khiển xe chạy thẳng. Một số người đi đường dừng lại hỗ trợ cô gái và đưa xe máy vào lề đường. Theo camera ghi lại, thì vụ việc xảy ra trên đoạn đường giao nhau giữa đường Lê Lợi Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Nghệ An vào chiều 11 tháng 8. Sau khi mà đoạn video ghi lại vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng cho rằng tài xế xe Rolls Royce Cullinan cần xem lại ý thức tham gia giao thông. Dù va chạm chưa xảy ra, nhưng cũng nên dừng lại để kiểm tra người phụ nữ bị ngã xe có bị thương hay không. Được biết, Rolls Royce Cullinan ra mắt thế giới lần đầu vào năm 2018, đánh dấu lần đầu thương hiệu ô tô siêu sang của Anh tham gia vào phân khúc SUV. Tại thị trường Việt Nam, Rolls Royce được niêm yết giá là 36-42 tỷ đồng. Sau sự cố cành cây rơi xuống đất khiến 5 người thương vong tại công viên Tao Đàn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đề xuất nhiều giải pháp. Theo đó, đơn vị này đề xuất bổ sung quy trình triển khai máy móc để thực hiện thu gọn cành nhánh cấp 1 có dấu hiệu khiếm khuyết nguy hiểm đối với cây xanh loại 3 trên đường phố và trong các công viên. Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ tăng cường lực lượng lao động, thành lập các tổ liên quân từ các xí nghiệp phụ thuộc để thực hiện công tác quy trình bổ sung. Đồng thời, công ty công viên cây xanh TP.HCM cũng sẽ thực hiện thí điểm neo cáp các cành nhánh cấp 1 có kích thước lớn vào thân cây đối với các chủng loại cây rau đen, dầu và cho phép sử dụng flycam hỗ trợ công tác kiểm tra đánh giá cây xanh. Việc thực hiện công tác này có sự phối hợp hỗ trợ của các chuyên gia trong lĩnh vực cây xanh. Công ty công viên cây xanh TP.HCM cũng đã đề xuất thành lập tổ chuyên gia đánh giá rủi ro cây xanh để kịp thời đề xuất xử lý cây xanh, thành phần bao gồm đội ngũ cán bộ kỹ sư chuyên môn lâu năm và công nhân lành nghề. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng liên hệ Center for Urban Greenery và Ecologies National Park Broad, Trung tâm Cây xanh đô thị và sinh thái Ban Công viên Quốc gia tại Singapore để mở lớp đào tạo công tác đánh giá chuyên sâu cây xanh loại 3. Công ty đã liên hệ qua email và dự kiến lớp đào tạo sẽ được tổ chức tại công ty. Trước đó, ngày 9 tháng 8, cây dầu mã số 81 ở công viên Tao Đàn, quận 1, TP.HCM đã bị gãy nhánh rơi từ độ cao 25m xuống đường nội bộ. Cành cây dài 10m rơi trúng 5 người đang tập thể dục khiến 2 người tử vong. Được biết, nhánh cây dầu gây họa cho 5 người thể dục không có khiếm khuyết bên ngoài và đã được duy tu chăm sóc theo quy trình kỹ thuật vào ngày 17 tháng 1 và 20 tháng 7. Liên quan đến sự việc nhiều du khách Hà Nội đến Hạ Long du lịch dùng bữa ăn tại một số địa điểm sau đó có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, cơ quan chức năng cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo thông tin từ Sở Y tế Quảng Ninh, Bệnh viện Bãi Cháy thành phố Hạ Long Quảng Ninh ghi nhận 7 trường hợp khách du lịch nhập viện trong tình trạng nôn ói đau bụng đi ngoài. Trước đó, các du khách cùng với đoàn gồm 750 người đến từ Hà Nội dùng bữa trưa tại nhà hàng bờ biển Hạ Long ngày 10 tháng 8 và một bữa tối vào ngày 10 tháng 8, một bữa sáng ngày 11 tháng 8 tại khách sạn Mường Thanh Luxury. Một số khách trong đoàn cũng ra ngoài và ăn sữa chua sau bữa tối 10 tháng 8. Phòng Y tế thành phố Hạ Long đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn thực phẩm tại cơ sở cung cấp các bữa ăn nói trên. Cơ quan chức năng ghi nhận các cơ sở này đều được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Đối với các trường hợp nhập viện trưa 11 tháng 8 tại Bệnh viện Bãi Cháy, Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện tập trung nhân lực, thuốc men điều trị cho bệnh nhân. Sau khi được xử trí theo dõi, 6 trên 7 trường hợp được xuất viện, người còn lại sức khỏe ổn định. Sở Y tế Quảng Ninh cũng yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với thành phố Hạ Long cũng như các địa phương tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tìm hiểu. Trước đó, ngày 27 tháng 7 tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết, du khách đầu tiên trong đoàn 182 người nhập viện với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn. Đến 9 giờ 30 ngày 28 tháng 7, tổng số là 48 người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Đoàn ăn tối ngày 26 tháng 7 tại nhà hàng Cánh Buồm Vàng. Sáng 27 tháng 7, đoàn ăn buffet tại Resort Shaling Bay Mũi Né và đến trưa cùng ngày 176 người cũng ăn trưa tại resort này. Vào lúc 11 giờ 30, các bệnh nhân sau quá trình điều trị đã xuất viện. Kính thưa quý vị, đối tượng Phạm Văn Học sinh năm 1983, cư trú tại phường 1, thành phố Tây Ninh, từng được biết đến với danh xưng Trùm Đất ở Tây Ninh. Với danh tiếng và sự tín nhiệm cao, Học đã nhận được sự tin tưởng từ nhiều cá nhân và tổ chức trong việc hùn hạp và giao tiền đầu tư. Tuy nhiên, sự tin tưởng này đã bị lạm dụng khi Học lợi dụng sự tín nhiệm của các nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phải mất hơn 2 năm, công an mới điều tra làm rõ và bắt giữ Học về hành vi trên. Vào tháng 5 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh nhận được tố cáo tội phạm của nhiều nạn nhân gồm ông HP, bà TTL và bà TTNA cùng ngụ Bình Dương về việc Phạm Văn Học lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng bằng hình thức lấy đất của người khác để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng của 8 thửa đất ở xã Chuông Mít, huyện Dương Minh Châu. Các nạn nhân bức xúc qua mối quan hệ bạn bè, chuyên mua bán, đầu tư bất động sản ở Tây Ninh đã gặp được Học. Khi đó thì Học nổ là có nhiều thửa đất giá rẻ rất phù hợp để họ lựa chọn đầu tư, sinh lời lãi cao. Đối tượng thường xuyên chạy xe sang và ăn mặc rất sang chảnh khiến mọi người tin tưởng. Học còn khoe về mối quan hệ với ông này bà kia đang làm việc trong cơ quan chức năng, cũng đang cần Học hỗ trợ họ đầu tư, giới thiệu, mua bán bất động sản. Sau đó đối tượng còn đưa họ đi xem nhiều thửa đất với vị trí đẹp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Học cũng giới thiệu nhiều thửa đất mà mình đang đầu tư và đưa họ đến tận nơi xem. Từ đó Học đã tạo được sự tin tưởng của nạn nhân trên. Khi các con mồi đã dính bẫy, Học tìm đủ mọi cách để dụ dỗ, thuyết phục nạn nhân đầu tư xuống tiền nhanh để thu được lợi nhuận cao. Quá trình điều tra, cán bộ chiến sĩ gặp không ít khó khăn để làm rõ hành vi phạm tội của Học. Công an phải gửi tra cứu đến các cơ quan khác trong thời gian dài và chờ kết quả kết luận để xác định hành vi gian dối của đối tượng. Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xác định đối tượng đã làm giả hợp đồng ủy quyền của 7 thửa đất ở xã Chuông Miết, huyện Dương Minh Châu để tạo lòng tin cho ông HP, bà TTL và bà TTNA để ký hợp đồng kinh tế về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chiếm đoạt số tiền là trên 10 tỷ đồng. Ngày 27 tháng 9 năm 2023, xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Học, nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong suốt quá trình lẩn trốn, Học thay đổi tên họ và đến thuê trọ ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Gần đây, từ nguồn thông tin quý giá, các trinh sát phát hiện tại khu nhà trọ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện người đàn ông có đặc điểm hình dáng giống Học. Đối tượng có sự thay đổi nhiều về nhân dạng so với 2 năm trước sinh sống ở Tây Ninh. Ngay sau đó, các trinh sát đã âm thầm đeo bám và xác minh danh tính của người đàn ông này. Đến ngày 30 tháng 7, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ được Học khi y đang lẩn trốn tại căn nhà trọ ở quận Bình Thạnh. Tại cơ quan điều tra, Học đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật về đất đai của các nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của họ. Nhiều người dân không thể phân biệt được những loại giấy tờ mà Học đã làm giả. Chỉ khi nạn nhân đem các giấy tờ giả đến cơ quan chức năng đối chiếu thì họ mới biết rõ được sự thật mình bị lừa đảo. Đề nghị người dân nào là nạn nhân của Phạm Văn Học liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, trụ sở tại ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, số điện thoại 0693 531 266 để được hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật. Những năm gần đây, thị trường bất động sản có nhiều biến động bất thường, tuy nhiên sức hút từ đầu tư nhà đất chưa bao giờ hết hấp dẫn và không ít chiêu trò lừa đảo vẫn thường xuyên xảy ra. Hình thức mua bán nhà đất này xuất hiện rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây.
bằng cách lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về hình thức lập vi bằng, những đối tượng lừa đảo bán cho họ những mảnh đất xấu không đủ pháp lý, phân lô trái phép khi làm hợp đồng mua bán bằng giấy viết tay với những lời cam kết đất này đã có vi bằng do cơ quan thừa phát cấp. Chính điều này đã mang đến những rủi ro lớn và có thể người dân sẽ bị lừa trắng tay. Về bản chất, vì vi bằng không phải là một loại hợp đồng hay giao dịch mà là một văn bản do cơ quan thừa phát lại, lập nên, ghi nhận hành vi, sự kiện được dùng làm chứng cứ trong khi xét xử và trong các mối quan hệ pháp lý khác chứ không phải là đại diện pháp lý có quyền trong việc mua bán nhà đất. Thị trường gần đây xuất hiện không ít những vụ việc vẽ dự án ma trên giấy nhằm lôi kéo hàng trăm thậm chí hàng nghìn người bỏ tiền vào các dự án không có thật. Điển hình như là các vụ việc địa ốc Alibaba, công ty Hoàng Kim Land nhằm chiếm đoạt tiền cọc của khách hàng. Họ thường cho môi giới gọi điện thoại mời khách đến địa điểm xem nền đất, nhưng thực tế là đất quy hoạch dành cho công trình công cộng chưa được phê duyệt dự án nào. Và các dự án được vẽ phân lô cảnh quan trên giấy khá bắt mắt, có vị trí đắc địa, nhưng lại được giới thiệu với giá thấp hơn hẳn giá thị trường, khiến nhiều người bị mắc bẫy. Các đối tượng này thường cho có đất tổ chức các sự kiện xem đất tại thực địa rồi bày binh bố trận, cảnh người chen nhau mua bán, ký hợp đồng và thanh toán tiền ngay trước mặt người đi xem đất nhằm tạo độ hot cho dự án. Một ngôi nhà bán cho rất nhiều người có lẽ chính là một hình thức lừa đảo phổ biến. Cách thức trên khá đơn giản nhưng nếu người dân không chú ý sẽ rất dễ dàng rơi vào bẫy lừa đảo này. Đầu tiên, để có thể tạo được sự thu hút niềm tin của bạn, những đối tượng này sẽ đăng tin giao bán nhà đất với mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường, có đầy đủ giấy tờ xác thực, hình ảnh, sổ cùng với những lời mời gọi hấp dẫn. Sau khi tiếp cận được khách, kẻ lừa đảo sẽ đưa ra rất nhiều lý do cụ thể để dụ dỗ bạn đặt tiền cọc và chồng tiền một phần mà chỉ viết cam kết bằng giấy viết tay. Cũng với hình thức đó, những kẻ lừa đảo lại tiếp tục lấy tiền của rất nhiều người khác, một số tiền rất lớn và cao chạy xa bay. Thông thường, việc mua bán bằng sổ giả hoặc giấy tờ giả sẽ nhằm vào cả hai loại đối tượng là người mua và bán. Đối với người bán, những kẻ lừa đảo sẽ đóng vai trò là một người mua nhà và cần xem sổ, lấy thêm thông tin sổ để xác thực. Lúc này, kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng các thông tin đó để có thể làm một cuốn sổ và hồ sơ giả. Những lần gặp tiếp theo, đối tượng này không để ý đến và trao đổi giữa sổ giả và sổ thật. Đối với người mua, kẻ lừa đảo có thể chính là chủ đất hoặc chỉ là người ủy quyền. Họ sẽ làm nhiều bộ hồ sơ, giấy tờ giả để bán nhà đất này cho nhiều người khác nhau cùng lúc. Khi người dân đang có ý định mua một mảnh đất hoặc căn nhà, nhưng lưỡng lự vì mức giá quá cao, thì đột nhiên có một người tự xưng là đại gia đến hỏi mua chính mảnh đất đó với mức giá cao hơn nhiều và tạo độ tin tưởng, đối tượng này còn cọc cho người này một số tiền lớn. Vậy là họ lại sốt sắng chồng tiền ngay để mua mảnh đất, căn nhà đó mà không hề suy nghĩ nhiều với hy vọng có thể bán lại cho một vị đại gia kia để kiếm lời. Và cuối cùng người dân bị rơi vào cái bẫy do vị đại gia cùng người bán tạo ra. Họ phải mua một mảnh đất giá cao hơn nhiều so với thị trường và thậm chí còn vướng về pháp lý. Đây là một trong những trường hợp trớ trêu khi người dân mua một căn nhà của người đang phải thi hành án. Giữa lúc tòa tuyên án đến khi thi hành án, những người này sẽ tìm cách bán nhanh nhà với mức giá hấp dẫn để nhanh chóng lấy tiền mặt. Sau đó họ sẽ tẩu tán khoản tiền này thay vì để thi hành án theo yêu cầu của tòa án. Nhiều người dân tìm đất để xây nhà an cư, nhưng bị người bán hướng dẫn mua phải đất trồng cây, đất lúa giá cao với cam kết rằng sẽ công chứng sang tên, chuyển đổi lên thổ cư trong vòng 3 tháng kể từ khi ký hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, sau hơn nửa năm thanh toán 98% giá trị lô đất, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng sổ thổ cư đâu, còn đất thì không được cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư thì trốn mất khiến cho người mua ôm mãi miếng đất đó, trong khi phải thuê nhà trọ hàng tháng. Theo quy định của khoản 1 điều 56 luật kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. Tại khoản 2 điều 56 luật này có quy định thêm, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bàn giao hợp đồng bảo lãnh cho bên kia, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua.
Tuy nhiên, nhiều khách hàng đi mua căn hộ chung cư, tài sản hình thành trong tương lai lại bỏ qua giấy tờ này, không biết lợi ích mang lại. Theo khoản 4 điều 56 luật kinh doanh bất động sản, khách hàng mua dự án được ngân hàng thương mại đủ năng lực bảo lãnh. Khi chủ đầu tư mất năng lực tài chính hay chậm bàn giao nhà so với hợp đồng, ngân hàng bảo lãnh sẽ đứng ra hoàn trả số tiền khách hàng nếu họ bắt buộc đã đóng các khoản tiền khác theo hợp đồng. Đây là chiêu trò không hiếm trên thị trường. Đã có hàng loạt chủ đầu tư lớn có uy tín phải lên tiếng về tình trạng bị mạo danh thương hiệu, tố cáo nhiều cá nhân tổ chức lập website mạo danh công ty để thực hiện hành vi lừa đảo khách hàng. Họ sử dụng trái phép hình ảnh, tài liệu sai lệch về dự án và ghi số điện thoại giả mạo, thậm chí còn đăng thông tin thay mặt chủ dự án nhận tiền cọc, tiền giữ chỗ và đưa ra giá bán thấp hơn nhiều so với giá chủ đầu tư dự kiến bán để răng bẫy những người cả tin. Ngày 11 tháng 8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa phối hợp triệt phá đường dây sản xuất và mua bán ma túy CBD liên tỉnh, thu giữ 140 lít ma túy CBD, 200 cây thuốc lá điện tử, tẩm ma túy và nhiều tăng vật khác. Trước đó, Công an huyện Tứ Kỳ bắt quả tăng 3 đối tượng gồm Phạm Thu Trang, Phạm Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thúy Kiều đang bán ma túy tại xã Hưng Đạo. Sau khi xác nhận các đối tượng có mối liên hệ với một đường dây lớn, Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo lập chuyên án bóc gỡ. Quá trình điều tra, 13 đối tượng ở nhiều tỉnh thành như Hải Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Đắk Lắk đã bị bắt giữ. Trong đó, hai đối tượng cầm đầu là Trần Hoàng Thái và Nguyễn Gia Bảo. Tang vật thu giữ bao gồm 140 lít ma túy CBD, 200 cây thuốc lá điện tử, 10 cây vàng SCC, một ô tô, hai xe máy và nhiều dụng cụ sản xuất ma túy. Các mẫu vật đều chứa chất MGMB, 4N, Pinaca, loại ma túy mới cực kỳ nguy hiểm, gây tổn thương não, loạn thần và suy tim. Công an đã phong tỏa tài khoản và bất động sản của các đối tượng. Theo Phó trưởng Công an huyện Tứ Kỳ cho biết, việc triệt phá đường dây ma túy này đang ngăn chặn hiệu quả nguồn cung ma túy mới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ đã khởi tố 7 vụ án và chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều tra. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tung tin đồn thổi cô gái Samsung lây HIV cho 16 người, cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm HIV với chị CTG. Và kết quả cho thấy cô gái này không bị HIV như đồn thổi. Theo Công an Phú Yên, Bệnh viện Đa khoa Yên Bình đã thực hiện các xét nghiệm sinh hóa và kết luận cô gái bị gán ghép, đồn thổi trong vụ việc không hề nhiễm HIV. Trước đó, Công an thành phố Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức N, Phạm Hồng Quy, Nguyễn Văn S và Trần Văn T cùng ở thành phố Thái Nguyên về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Cùng tội danh trên, nhà chức trách còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Lê Hát và Nguyễn Ngọc Hát cùng ở thành phố Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc xảy ra vào khoảng ngày 25 tháng 7 qua nhóm Facebook Hội Trai Xinh Gái Đẹp SEV, SEVT, SGV, SMV, Hanson, Samsung và Zalo tên giáo án. Nguyễn Hồng Quân đang làm việc cho công ty Samsung, lấy hai video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Trong đó có thông tin hình ảnh một nữ giới làm việc tại công ty Samsung đã lây nhiễm HIV cho nhiều người. Sau đó, Quân dùng tài khoản nội bộ công ty tìm kiếm và thu được kết quả thông tin hình ảnh chân dung, số điện thoại nhân viên CTG. Quân dùng điện thoại chụp hai ảnh chân dung và nhiều thông tin cá nhân của chị D rồi chia sẻ lên nhóm Zalo tên giáo án. Khoảng 10 phút sau, đối tượng thu hồi hình ảnh. Tuy nhiên, hình ảnh trên đã được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản xử phạt bà NTN, 38 tuổi, ở thành phố Thái Nguyên 7,5 triệu đồng. Về hành vi đăng tải bài viết trên Facebook với lời lẽ khiếm nhã. Liên quan đến vụ việc, công ty Samsung ở thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản gửi Sở Y tế, khẳng định trường hợp nữ công nhân được đồn đoán trong các thông tin đăng tải trên mạng xã hội nói trên không phải là nhân viên của công ty. Danh sách những người bị lây nhiễm HIV cũng không phải là nhân viên và không liên quan đến nhân viên của công ty. Công ty đã đề nghị các cơ quan chức năng xác minh và xử lý những trường hợp thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh doanh nghiệp và các nhân viên. Ngày 11 tháng 8, Công an quận 1 vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như truy trách nhiệm các đơn vị liên quan đến vụ cây xanh gãy nhánh, đè 5 người thương vong tại công viên Tao Đàn. Cụ thể, Công an quận 1 đã tiến hành làm việc trực tiếp với lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh. Động thái này nhằm xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sự cố trên. Trước đó sáng ngày 9 tháng 8, Công an quận 1 nhận được tin báo về việc 5 người dân đang đi tập thể dục trong công viên Tao Đàn, phường Bến Thành, quận 1, thì bị nhánh cây xanh gãy, rơi trúng người. Ban chỉ huy Công an quận 1 chỉ đạo Công an phường Bến Thành,
các đội nghiệp vụ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đồng thời liên hệ cấp cứu đến để tiến hành sơ cấp cứu cho các nạn nhân. Tại hiện trường, lực lượng công an ghi nhận có 2 nạn nhân tử vong tại chỗ và 3 nạn nhân khác được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Công an quận 1 đã triển khai ngay công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập lời khai của người biết việc. Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định, công an quận 1 đã bàn giao 2 nạn nhân tử vong cho gia đình làm thủ tục mai táng và tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận 1 tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.